Hey guys, and welcome back to another video of my YouTube channel. So today we're going to be putting everything else back on the car. Everything that you can see here today, but the engine and its components. Because when talking about modifying a car, the engine plays one major part of it. That's why I'm dedicating one separate video for the engine. Other than that, everything else you see here today is what I'm going to be using. Let me walk you guys through it really quick. Alright, cái thứ nhất mà mình có để ý là hai cái headlights mới. Nó là aftermarket headlights mà nó có cái đường giống như vậy. Thì actually cái này là tinted headlights. Ở đây mình có bốn cái axles mới, hai cái ở trước và hai cái ở sau. Ở đây mình có this brand right here, TBW. Cái này là aluminum skid plate. Cái này là skid plate và cái này là ở dưới cái radiator của bạn á, các bạn bắt vào để cover nó. Ở đây mình có front and rear strut tower braces. Actually mình không thích cái màu này, nhưng mà giờ một lúc mình sẽ nghĩ là mình sẽ sơn lại. Thì cái này gọi là adjustable lower control arms ở phía sau. Còn cái này thì người ta có thể gọi là rear tow control arms. Mình mà gắn những cái này vào thì các bạn sẽ thấy rõ hơn là vì sao nó gọi như vậy và nó có mục đích gì. Thì hai cái này cho ở phía sau và hai cái này cho ở phía trước. Nó là ở phía trước á, thì nó là lower control arms, nhưng mà ở phía sau nó là upper. Alright, hai cái này là hai cái sway bars. Cái này là ở trước, còn cái này là ở sau. Alright, còn ở bên này thì mình có những cái món đồ gọi là game changer, nó làm cho cái xe mình different. Ok, thì thứ nhất mình có ở đây là BC Racing Coilovers. Alright, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó ghi là BR Type Coilover. Và cái này là adjustable, có nghĩa là các bạn có thể điều chỉnh cái độ cao của cái xe của các bạn. Thì các bạn có thể là actually turn những cái vòng này để mà chỉnh nó. Alright, còn ở đây mình có một cái set của Brembo Brakes. Nó được lấy ra từ một cái chiếc 2012 STI. Mình mua thì nó kèm luôn cả những cái gọi là wheel hub and spindle, giống như vậy. Mình không có thể bắt nó những cái này trực tiếp vào những cái OEM wheel hub and spindle của mình được, cho nên là mình mua nguyên cái combination như vậy. Còn hai cái hộp này ở đây là hai cái người ta gọi là cross and drill brake rotors and pads. Gắn nó vào nó nhìn đẹp hơn và nó gọi là a little bit more effective. Còn đây mình có gọi là Kendall Kaiser tires. Nhất là nó nhìn sẽ giống như vậy. 255, 35 và 18. Có nghĩa là từ đây lên đây á, nó sẽ rộng 255 mm. Cái 35 có nghĩa là cái chừng này á, nó sẽ là 35% của 255 mm. Còn từ đây qua đây á, nó sẽ là 18 inch. Thì mình đã xem rất nhiều cái review về những cái lốp xe này và mình nghĩ là mình rất thích nó và mình muốn thử xài nó để có cảm nhận được cái sự khác biệt của cái xe mình với cái mặt đường không, có nghĩa là nó có thực sự là tốt như người ta nói không. Alright, còn ở bên đây á, mình có một cái set của wheels. Ý kiến cá nhân của mình á, là đây là một trong những món mà mình thích nhất khi mà mình build lại cái xe của mình. Nó rất là đẹp và theo mình nghĩ là nó là một trong những cái wheels tốt nhất mà các bạn có thể mua cho cái dòng xe giống như là mình. Để mình mở nó ra cho các bạn xem. Các bạn có thể đọc cái này. Ok, so basically nó nói là nó biết mình muốn cái gì, nó biết người tiêu dùng muốn cái gì, cho nên là nó sẽ là làm ra những cái wheels giống như vậy. Giờ các bạn có thể thấy là những cái sticker giống như vậy mình rất là thích và mình sẽ sưu tầm để mà maybe sau này mình sẽ gắn vào cái xe của mình. Nó là Can't Say KNP. Cái màu của nó là bronze. Ở đây qua đây nó rộng 18 inch và từ đây xuống đây là 10.5. Có nghĩa là nó rất là rộng. Không có biết diễn tả làm sao nhưng mà mình rất thực sự rất là thích cái set của vành này. Nó làm cho mình có cảm giác như là cái set này á, là được sinh ra cho những cái xe giống như mình để mà off-road. Okay, if you know what I mean.
Set của vành mới này ở đây và những cái lốp xe này nó sẽ đi với nhau. Và mình rất là mong đợi một cái gọi là perfect fitment cho cái xe của mình. Alright, thì mình đã giới thiệu sơ sơ cho các bạn biết về những thứ mà mình sẽ gắn vào xe của mình ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ dùng một chút thời gian để mà gọi là gắn những cái basic mainly on this side over here vào cái xe của mình trước. Xong rồi mình sẽ quay trở lại với các bạn khi mà mình get to all those things over here. See you. Alright, thì basically khi mà mình gắn vào rồi thì nó sẽ nhìn giống như thế này. Ok, đây là phía sau. Đây là ở phía trước, nó giống như vậy. Bây giờ thì mình sẽ gắn cái BC Racing coilovers. Mình còn cần phải làm thêm, có nghĩa là điều chỉnh những cái specs for cái suspension này rất là nhiều, cho nên là đây chỉ là cái bước đầu, nó sẽ nhìn giống giống như vậy. Ok. Oh my god. Alright, thì cái này á, người ta gọi là negative camber. Giống như là cái bánh xe người ta chạy ngoài đường á, bằng mắt thường của mình thấy á, nó sẽ vuông góc với cả mặt đường giống như vậy. Nhưng khi mà nó có negative camber, nó sẽ bành ra giống như vậy. Gọi là hai cái bánh trước của bạn nó xòe ra như là hình của cái váy hay là gì đó. Còn positive camber, nó thay vì nó xòe ra giống vậy thì nó sẽ chĩa vô giống như vậy. Để mình cho các bạn xem cái lý do vì sao mà cái xe của mình hôm nay nó lại có cái negative camber này. Đây chính là cái coilover ở phía trước. Nhưng mà thực sự lúc mình chuẩn bị gắn vào á, cái này nó không có vừa, nó không có ăn khớp với cái knuckle ở đây. Hai cái miếng ngoài này á, của cái coilover này á, nó quá nhỏ để mình có thể fit cái spindle này vào đây. Thì mình đã phải dùng cái grinder mài cái miếng này sát vô một tí, mình mới có thể gắn nó vào giống như vậy được.
Và cái thứ hai á, làm sao mình có cái negative camber. Các bạn có thể thấy ở đây, cái con ốc ở trên này á, nó đã đúng rồi. Nó đã vào được với cái lỗ ở trên cái spindle này. Thì thực sự là cái này nó không có tạo ra cái negative camber. Nhưng mà cái tạo ra cái negative camber á, thì các bạn nhìn ở đây, cái con ốc này. Đáng lý ra là cái con ốc này á, phải đâm qua được cái lỗ này. Nếu mà mình mở cái ốc này ra bây giờ, mình đưa cái này qua thì nó sẽ nằm ở khoảng trên này. Tại vì cái này ở đây nó ghi là 08 to 11 WIX. Và cái xe mình là 11. Mình không có nghĩ là không cái có cái lý do vì sao mà mình không mua cái set này. Nhưng mà thực sự đối với cái STI knuckle này á, nó không có fit. Nó dày hơn về cái bề ngang. Và về hai cái con ốc á, cái vị trí của nó thực sự là nó xa hơn. Bây giờ mình sẽ cố gắng gắn mọi thứ vào. Alright, let's move to a more fun part, and it is installing the brembos. Let's start with the rear. And that's basically it for the set of Brembo brakes. Same thing on the other side. Now I'm gonna clean up the area a little bit and come back with a new set of wheels and tires. Alright guys, so I got all my tires and wheels mounted together, and this is what they look like so far. Let's go home and và bây giờ mình sẽ gắn hai cái headlight mới vào cái xe này luôn. Alright, còn những cái bên này á, là những cái mà mình sẽ gắn vào cái máy và cái phần exhaust của mình. Nói chung là nó cho cái video tiếp theo khi mà mình làm với cái máy và mình drop cái máy vào cái xe của mình á.
thì mình có thể bật mí cho các bạn một vài thứ. Này là Nvidia Catalyst Downpipe, này là Front Mount Intercooler của Mitsumoto, cái này là CNT EcoLand Headers. Ok, và những thứ khác nữa thì các bạn cứ chờ trong cái video tiếp theo. Mình sẽ có nhiều thời gian hơn, mình sẽ break everything down cho các bạn. Alright guys, và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này ở đây thôi. Please like, subscribe to the channel and leave a comment down below. Tell me what you guys think about this car. And yeah, I'll see you guys in the next video. Stay safe out there and peace out.